Xin chào tất cả các anh em nha. Video này dành cho anh em tham gia hành trình này góp từ dự án ZU Squad. Để tham gia dán các bạn đi phần lên mô tả bấm nút start để chat chatbot nha các bạn. Tiếng Anh mình khó quá. Rồi để tham gia dán các bạn bấm vào tôi qua cái máy cho anh em bấm vào submit cho anh em. Rồi mà đã vừa qua rồi. Gặp cha anh em xong chết luôn. Rồi anh em bấm vào một chép nha tất cả anh em. Anh chờ chút này. Mình gì làm lại góp tăng từ làm nha tất cả anh em. Đừng có dội. Rồi. Xem là nhảy gì ta. Rồi khi tham gia dán tốc cần này nó sẽ list lên sàn B2B ta. Thôi lấy sàn nào lấy đi. Rồi bạn bấm vào continue nha bạn. Anh join vào kênh group nữa nè. Rồi tất cả anh em join trực tiếp channel luôn nè tất cả anh em. Rồi tất cả anh em bắt đáp lại nè. Rồi theo cả anh em theo follow và retweet. Follow retweet. Cái này tất cả anh em follow theo dõi được rồi. Rồi tất cả anh em bắt đáp. Đây thì liquid để mình vào cái kênh này để mình coi nó xử thử coi nó có mấy kênh hay quơ. Rồi. Nó còn. Rồi. Con này có ra map đồ thumbnail đồ rất là đẹp các bạn. Rồi bạn test lại nha các bạn. Rồi mà bắt đáp lên các bạn. Rồi tất cả anh em bấm vào nút submit tên như thế này. Chờ này gấp này dễ làm quá. Rồi tất cả anh em điền địa chỉ username Telegram của mình các anh em. Tất cả anh em vào bật vào setting copy cái username của mình nha tất cả anh em. Rồi tất cả anh em gửi. Hôm ngày mưa gió với quê mạng lát giặt của tất cả anh em ơi. Rồi tất cả anh em mở theo quơ ra lấy lại cái link từ quýt nha các bạn. Hồi quýt mình quên cái từ quýt cái UCD, cái username Telegram của nó. Ê, username theo quơ của nó. Tất cả anh em nhấn vào một hồ sơ nè. Rồi anh em nhấn vào qua cái gạch nè. Từ quýt nè. Rồi anh em lướt xuống cái bài hồi nãy của nó nè. Rồi tất cả anh em bấm vào một sao chép nè. Một chia sẻ nè các anh em. Rồi anh em sao chép nó theo Word nè. Rồi anh em bắt up lên nè. Rồi anh em bắt vào nè. Con này có 700 mấy chục người theo dõi ta. Rồi anh em bắt up lên nè. Anh em gỡ nè. Chào bắt phản hồi tất cả anh em ơi. Ta nó kêu join hai kênh nữa ta. Rồi tất cả anh em vào join tiếp hai kênh Telegram. Mai lót Hà Nội luôn. Rồi join rồi. Join cái nữa kiểm tra lại các bạn. Rồi join rồi. Rồi anh em bấm đón nha tất cả anh em. Chờ bóng quá đẹp rồi ta. Rồi sao bấm đón rồi sao nó không hiện ta. Rồi tất cả anh em dùng wallet nha tất cả anh em bắt vào và địa chỉ cho nó. À mai lâu qua chậm tất cả anh em. Rồi anh em mở lấy địa chỉ cho thác ra. Giá coi giờ sụp xuống đỏ lợm hết. Rồi sụp nữa tất cả anh em. Rồi tất cả anh em mở cái ví cho tất cả anh em. Rồi tất cả anh em gửi cho bot nha tất cả anh em.
Rồi, tức là anh em chạy bot phản hồi giúp cái này. Phản hồi mau mau đi. Rồi, anh em bấm vào. Wow, con này kết thúc vô ngày mấy ta? Con này đang bán chương trình ICO các bạn ơi. Rồi các bạn bấm vào xa tiếp nữa để gặp để mình check cái số dư của mình nha các bạn. Tài khoản được 10 tập cần CFC các bạn. Đây là miếng ghép của mình. Phan để mình dịch ra ngày mấy nó kết thúc. Rồi nó cả anh em ơi, nó đây ai gấp nó kết thúc vào ngày 15 tháng 11 các anh em. Hiện tại đang bán siêu nữ ICO. Một ETH là bạn có 20 token. Ô yêu siêu 0.1 ETH. Chào tạm biệt tất cả các bạn nhé.